Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, phát triển kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh là xu thế tất yếu của thời đại, được đồng thuận toàn cầu và được các nước trên thế giới coi là cuộc cách mạng công nghiệp xanh của thế kỷ 21. Theo thống kê, riêng kinh tế tuần hoàn có thể mang lại 4,5 ngàn tỷ đô la Mỹ cho kinh tế vào năm 2030. Tại Việt Nam, không nằm ngoài xu hướng này, phong trào phát triển bền vững đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa từ doanh nghiệp FDI sang các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt sau cam kết Net Zero mà chính phủ Việt Nam đưa ra tại COP26. Khảo sát của VCCI, chưa có năm nào doanh nghiệp Việt lại tham gia bảng xếp hạng doanh nghiệp bền vững Việt Nam mạnh mẽ như năm 2022. Trong số góc nhìn đầu xuân mới Quý Mão 2023, chúng ta hãy cùng nhìn lại vấn đề này thông qua phần bình luận của hai vị khách mời cùng tham gia chương trình. Và xin được giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu với quý vị bà Đào Thúy Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chafaco. Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên thì xin được gửi tới ông Nguyễn Quang Vinh. Xin ông cho biết là phát triển bền vững là gì và các doanh nghiệp. Dù đối mặt với không ít khó khăn như bất ổn kinh tế chính trị thế giới, lạm phát tỷ giá, lãi suất, các vấn đề về biến đổi khí hậu, thế nhưng năm 2022 được đánh giá là năm doanh nghiệp triển khai mạnh mẽ phong trào phát triển bền vững. Từ các hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp, ban tổ chức đã lựa chọn 148 hồ sơ để xét duyệt đánh giá chấm điểm và trình ban chỉ đạo quyết định 100 doanh nghiệp bền vững tiêu biểu nhất. Trong đó, ở top 10 các doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất, tỷ lệ doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt là 40%, 25% và 35%. Năm nay, chúng tôi đã hoàn trả lại 265% lượng nước đã sử dụng trong sản xuất các sản phẩm giải khát cho thiên nhiên và cộng đồng, tương đương với 3,5 tỷ lít nước tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào ra mắt bao bì làm từ 100% nhựa PET tái chế trên toàn quốc, hướng tới việc giảm sử dụng hơn 2.000 tấn nhựa mới tại Việt Nam mỗi năm. Đây là một bước tiến ý nghĩa trên hành trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Đối với chiến lược bền vững liên quan đến môi trường, Nestle đạt mục tiêu hướng đến đạt phát thải ròng bằng không đến năm 2050. Một trong những điều quan trọng mà Nestle đang làm là giới thiệu khái niệm nông nghiệp tái sinh và áp dụng cách tiếp cận này trong nông nghiệp tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nông nghiệp tái sinh là cách tiếp cận theo đó hoạt động sản xuất nông nghiệp hướng đến mục tiêu giúp cải thiện chất lượng và độ phì nhiêu của đất, cũng như bảo vệ nguồn tài nguyên nước và đa dạng sinh học. Chương trình CSI 2022 ghi nhận tỷ lệ gần 25% mới tham gia lần đầu tiên, cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến chương trình nói riêng và phát triển bền vững nói chung. Gần đây nhất thì chúng tôi có thể nói rằng là một doanh nghiệp đầu tiên thành lập cái tiểu ban ESG trực thuộc hội đồng quản trị, có xây dựng một chiến lược và có một cái về phía ban điều hành thì có một cái tổ chức, một cái đội nhóm để mà thực thi các cái chiến lược của hội đồng quản trị. Thì như vậy thì trong diễn đàn hôm nay thì chúng ta nghe rất là rõ cái ESG nó phải hòa quyện trong cái chiến lược phát triển kinh doanh, và đó là những gì chúng tôi hướng đến. Chọn lựa con đường phát triển bền vững thì doanh nghiệp tránh được nhiều rủi ro, đó là những rủi ro vi phạm pháp luật, những rủi ro về bị văng khỏi chuỗi cung ứng khi các cái chuẩn mực sản xuất kinh doanh của mình không đáp ứng được cái chuẩn mực quốc tế về phát triển bền vững. Do đó tôi cho rằng là các cái cơ hội, các cái thuận lợi cho các doanh nghiệp ở đây là rất rõ ràng, quan trọng là chúng ta phải nhận diện ra và các doanh nghiệp quyết tâm thực hiện. Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Tuấn Anh, trưởng ban kinh tế trung ương nêu rõ, phát triển bền vững là định hướng chiến lược, là lựa chọn tất yếu cho mô hình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Ông Trần Tuấn Anh đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cần phát huy hơn nữa tính tự chủ, năng động, sáng tạo để tạo ra tăng trưởng kinh tế trong sự hài hòa với lợi ích môi trường và xã hội. Hướng tới một cộng đồng doanh nghiệp bền vững cần phải bắt đầu từ xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững và chuyển đổi tư duy kinh doanh sang kinh doanh có trách nhiệm. Phát triển bền vững phải được gắn kết trong các chính sách phát triển, chiến lược sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, được quán triệt và thông suốt từ cấp lãnh đạo đến từng nhân viên trong doanh nghiệp. Cũng tại lễ công bố, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chính thức phát động chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2023.
Và câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới ông Nguyễn Quang Vinh. Xin ông cho biết phát triển bền vững là gì và các thành viên của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đã ghi nhận những cái sự tích cực như thế nào trong việc là phát triển bền vững, và nhất là sau khi Thủ tướng đã cam kết là đưa phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Cái khái niệm về phát triển bền vững thì đã được Liên Hợp Quốc và các cái nước thành viên của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là những nước phát triển, đã thảo luận từ cách đây nửa thế kỷ rồi. Đó là cái sự phát triển hài hòa, phát triển về mặt kinh tế, phát triển về mặt xã hội và phát triển về môi trường đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của ngày hôm nay. Nhưng mà cái sự phát triển đó lại không làm tổn hại những cái sự phát triển của tương tự của thế hệ tương lai. Thì đó là những cái định nghĩa cơ bản nhất về phát triển bền vững. Cái ý thứ hai nữa là từ khi Thủ tướng cam kết, thậm chí trước đó nữa, cam kết về tại COP26 tại Glasgow, Scotland, về Việt Nam sẽ cố gắng là có cái net zero, phát thải ròng bằng không vào giữa cái thế kỷ này, 2050. Thì đấy là một cái lời cam kết rất là đúng và đi rất là đúng hướng. Và cộng đồng doanh nghiệp cũng rất hưởng ứng cái cam kết này. Và vai trò và ý thức được cái vai trò của mình trong vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong cái việc là phát triển kinh tế, phát triển xã hội cũng như là bảo vệ, bảo tồn môi trường để phát triển bền vững và thông qua những hoạt động kinh doanh của mình. Thì đấy là những cái động lực hết sức quan trọng để cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới có những nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào trong một cái xã hội phát triển bền vững hơn. Vâng ạ, rõ ràng là việc chúng ta phát triển kinh tế mà vẫn bảo tồn được môi trường là một xu thế tất yếu. Vậy thì còn đối với Trafaco, bà Hà có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết đó là Trafaco thì đã áp dụng phát triển bền vững từ bao giờ và đã đạt được những cái kết quả như thế nào? Ở Trafaco chúng tôi thì năm nay thì cũng rất là vui mừng được chia sẻ là chúng tôi là 50 năm ngày thành lập công ty. Và trong suốt quá trình từ khi bắt đầu hoạt động của Trafaco thì chúng tôi gắn liền với sứ mệnh là phát triển các sản phẩm để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ở một cái nghĩa nào đó thì phát triển của doanh nghiệp của chúng tôi đã là vai trò trách nhiệm đóng góp cho việc phát triển của cộng đồng. Và hơn thế nữa thì Trafaco cũng là một doanh nghiệp đi đầu trong ngành dược Việt Nam về sử dụng các cái thuốc dược liệu để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Thì chúng tôi ngoài việc là đối với xác định cái chiến lược phát triển bền vững của Trafaco, đó là phát triển kinh tế, tức là tập trung vào nghiên cứu phát triển để tạo ra các cái sản phẩm tạo tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi phải quan tâm các yếu tố xã hội như là chăm sóc sức khỏe cho người lao động, các yếu tố đóng góp cho cộng đồng. Và đặc biệt là đối với Trafaco thì chúng tôi là một doanh nghiệp tiên phong và tích cực đóng góp cho bảo tồn về môi trường và đặc biệt là các cái thuốc dược liệu Việt Nam. Vâng ạ, chúng ta phải thống nhất một điều rằng là để có thể phát triển bền vững thì vai trò của các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên thì tại diễn đàn phát triển doanh nghiệp bền vững 2022 vừa được VCCI tổ chức thì có đa số các ý kiến thì cho rằng là đa số các doanh nghiệp tại Việt Nam đã hiểu về phát triển bền vững. Thế nhưng mà tỷ lệ tham gia phong trào còn ít hoặc là đã tham gia nhưng mà chưa sâu. Họ đang thiếu những nguồn lực gì để phát triển bền vững thưa ông ạ? Nhận thức của doanh nghiệp đều nâng lên. Tuy nhiên, để thực hiện những cái đó thì các doanh nghiệp vẫn còn gặp phải rất nhiều những cái khó khăn trong việc thực hiện cái chiến lược phát triển trường tồn, phát triển bền vững của doanh nghiệp mình. Thứ nhất là nguồn nhân lực. Ngoài về nhân lực là cái vốn con người, vốn là cái vốn quý nhất rồi, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng thiếu những cái kinh nghiệm, những cái thông lệ tốt trong phát triển bền vững. Mà cái này thì qua diễn đàn doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững lần thứ 9 vừa rồi được tổ chức tại Hà Nội đó, thì các doanh nghiệp cũng đã thảo luận rất nhiều. Và diễn đàn được tổ chức là để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những cái doanh nghiệp siêu nhỏ, những cái doanh nghiệp của Việt Nam được chia sẻ với những doanh nghiệp, những công ty đa quốc gia, để từ đó những cái doanh nghiệp của Việt Nam có thể học tập những cái bài học thành công, thậm chí là những thất bại của những cái doanh nghiệp khác để vạch ra con đường đi cho mình. Như ông Nguyễn Quang Vinh chia sẻ thì chúng ta đang thiếu cả về nhân lực, vật lực lẫn kinh nghiệm. Vậy thì là một người đang thực tế bước đi trên cái con đường phát triển bền vững thì bà Đào Thúy Hà có thể chia sẻ cụ thể về những cái khó khăn, những cái vướng mắc mà doanh nghiệp mình gặp phải và bên cạnh đó thì phân tích cả những thuận lợi nữa.
Bởi vì đối với một doanh nghiệp thì chúng ta đều phải xác định các cái mục tiêu liên quan đến là tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, nhưng đồng thời là còn là lương, đời sống cán bộ công nhân viên, và lại hài hòa với lợi ích các cổ đông về lợi nhuận, về cổ tức thu được đối với các cổ đông. Thì khi mà lựa chọn một chiến lược phát triển doanh nghiệp thì các cái yếu tố đó đều đan xen mà doanh nghiệp đều phải tính toán đến cho cái sự lựa chọn. Và mỗi một doanh nghiệp thì có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên thì ở góc độ như doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là khi lựa chọn chiến lược phát triển bền vững thì có rất nhiều cái lợi điểm. Ngay như trong năm 2021 và 2022 khi đại dịch xảy ra thì Chabaco là một doanh nghiệp sử dụng nguồn dược liệu Việt Nam, và chúng tôi đã từ rất sớm, cách đây hơn 10 năm đã khởi xướng về dự án phát triển vùng trồng dược liệu. Và qua một cái mô hình là bốn bên giữa Chabaco, người nông dân, nhà khoa học và nhà nước, để chúng tôi tạo ra các cái vùng trồng, ứng dụng khoa học công nghệ của trên thế giới, hướng dẫn bà con nông dân tạo ra dược liệu có chất lượng cao. Thì ngay chính trong đại dịch, khi mà trên thế giới xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, thì chúng tôi lại vững vàng, thích ứng được linh hoạt, bởi vì chúng tôi có vùng dược liệu của bà con nông dân ngay trong nước và đáp ứng cho các nhu cầu sản xuất. Cái mô hình kinh doanh của Chabaco là chúng tôi rất tâm đắc tại VCCI cũng như tại Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam. Đó chính là cái mô hình kinh doanh cùng với người nghèo. Ở cái mô hình đó ấy, thì doanh nghiệp thì lại không bị đứt gãy cái chuỗi cung ứng, và doanh nghiệp cũng được rất nhiều những cái lợi ích. Và trong cái mô hình đó thì người nông dân lại được tạo ra một cái sinh kế bền vững, công ăn việc làm bền vững. Rồi đặc biệt là những cái nơi vùng sâu, vùng xa, những cái nơi khó khăn, thì cái mô hình mà của Chabaco chính là cái mô hình mà VCCI rồi VBCSD luôn luôn muốn nhân rộng ra, không chỉ ở một doanh nghiệp mà hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn doanh nghiệp ở Việt Nam. Và kinh tế xanh rồi là kinh doanh xanh thì luôn là mục tiêu mà chúng ta hướng đến. Và VCCI cũng đã có nhận định đó là phát triển bền vững là xu thế không thể đảo ngược. Ông có thể chia sẻ rõ hơn, cụ thể hơn không ạ? Thực ra phát triển bền vững trong thập kỷ gần đây đã được rất nhiều những cái nhà kinh tế, rồi các cái cơ quan của Liên Hợp Quốc như Diễn đàn Kinh tế Thế giới, rồi Ngân hàng Thế giới, và đặc biệt là các cái doanh nghiệp dẫn đầu, hàng đầu của thế giới. Đó là con đường độc đạo nếu mà doanh nghiệp muốn trường tồn. Bởi vì doanh nghiệp, cái vai trò của doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng trong cái việc đóng góp cho cái sự phát triển bền vững của xã hội. Bởi vì không một doanh nghiệp nào có thể bền vững khi xã hội không bền vững, và ngược lại. Chính vì vậy mà cái việc kinh doanh bền vững là kinh doanh bây giờ không chỉ ra tạo ra sự khác biệt nữa rồi. Và kinh doanh bền vững bây giờ là kinh doanh phải tạo ra những cái giá trị mới. Sứ mệnh của doanh nghiệp trong thế kỷ thứ 21 và trong những thế kỷ tiếp theo là phải tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Sứ mệnh của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Vậy thì còn ở góc độ doanh nghiệp thì bà Hà có cho rằng là Chabaco sẽ bền bỉ với phát triển bền vững để có thể đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới không ạ? Thực tế là như anh Vinh có nói, đây phát triển bền vững và kinh tế xanh cũng là một cái xu hướng tất yếu mà các doanh nghiệp cần hướng đến. Nhưng ngay đối với lại Chabaco chúng tôi thì ngoài cái câu chuyện là mình gắn với phát triển bền vững, phát triển tạo ra những sản phẩm xanh để phục vụ cho con người, thì chúng tôi lại thấy là cái niềm vui của chúng tôi khi mà trên những cái vùng trồng dược liệu bà con nông dân có ấm no hơn trong những ngày mùa, rồi là khi họ có những cái giá trị tạo được công ăn việc làm, thu nhập ổn định và sinh kế bền vững. Sinh kế bền vững, và cuối cùng là gì ạ? Tạo điều kiện cho một thế hệ mới họ có được học, được đến trường và tạo ra những cái giá trị mới trong tương lai. Thì vô hình chung chúng tôi ngoài cái giá trị sứ mệnh của Chabaco đó là tạo ra những cái sản phẩm mới, sản phẩm xanh trong điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh, nhưng chúng tôi cũng đóng góp vào cái sự thịnh vượng, sự phát triển của cộng đồng. Thì đấy là niềm hạnh phúc của những cái người làm nghề làm thuốc của chúng tôi. Thưa quý vị, với lợi ích thấy rõ và những thành tựu đạt được trong phát triển bền vững, không ngoa khi nhận định rằng doanh nghiệp Việt ngày càng chủ động hơn trong việc áp dụng các mô hình phát triển bền vững trong doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, như một quá trình chuyển đổi luôn cần thời gian, cũng có những khó khăn, vướng mắc đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực để kiên trì định hướng này.
Thời gian qua, Việt Nam có 80% doanh nghiệp Việt Nam đã cam kết hoặc đang lên kế hoạch sớm thực hành các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị trong vòng 2-4 năm tới. Có thể thấy, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và sự thay đổi đến từ đại dịch, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam quan tâm hơn tới việc tiếp cận các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị với mục tiêu phát triển kinh tế phải đi cùng với bảo vệ môi trường, phát triển con người và xã hội. Chúng tôi cũng đã đưa ra một cái cam kết về đạt được net zero vào năm 2050, và để đạt được điều đấy thì chúng tôi cũng làm tất cả những cái đo đếm trong tất cả chuỗi cung ứng của mình, từ nguyên liệu đến sản xuất, đến phân phối và tiêu dùng, để làm sao dựa trên những cái con số khoa học để đưa ra được những cái hành động của mình, dựa trên database, những cái phân tích để có thể đưa được hiệu quả thực tế. Việc áp dụng các tiêu chí về ESG sẽ giúp các doanh nghiệp chuyển đổi những rủi ro thành động lực đổi mới, đồng thời tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức doanh nghiệp phải đối mặt và vượt qua để thực hiện được các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó sự thiếu hụt nguồn lực con người, tài chính và những am hiểu cần thiết để đáp ứng các chuẩn mực cao. Đối với những doanh nghiệp bán lẻ cũng gặp không ít khó khăn trong việc định hướng kết nối giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng để tăng tỷ trọng sản phẩm, các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị. Một trong những cái khó khăn đơn cử đó chẳng hạn như là những cái sản phẩm mà gọi là bền vững hay là có cái nhãn sinh thái thì hiện nay trên môi trường, trên thị trường thì vẫn còn khá ít, cho nên là đối với nhà bán lẻ khi mà muốn tăng tỷ trọng những cái sản phẩm này thì cũng khá là khó, và đối với người tiêu dùng thì cái mức giá của những cái sản phẩm này nó vẫn còn khá cao và cũng không phải là người tiêu dùng nào họ cũng tiếp cận được, cho nên là đây là một trong những cái khó khăn mà tôi nghĩ đó là tiêu biểu đối với cái chủ đề là tiêu dùng bền vững. Để thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng về bằng không vào năm 2050, cần thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, bền vững, tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao trong phát triển bền vững. Đó cũng chính là thúc đẩy phát triển bền vững, xanh và các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị đối với doanh nghiệp. Và khi bắt đầu trên con đường phát triển bền vững thì Chafaco đã gặp phải những khó khăn gì thưa bà? Trong cái quá trình đó thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều những cái trở ngại mà cần cái sự đúng của tinh thần của người tiên phong. Vì là mình là người tiên phong đi đầu nên cần cái sự thay đổi và sự cộng đồng của mọi người ủng hộ trong một cái việc thay đổi. Vâng ạ. Chúng tôi đến với một người nông dân khi mà xây dựng vùng trồng thì họ nói là như này ạ. Họ nói là thà cho họ cuốc đất còn hơn là họ phải biết các cái quy trình để theo dõi nhiệt độ, theo dõi độ ẩm và theo dõi nhiệt độ của hàng ngày của cây, hoặc là theo dõi thời gian phân bón. Nhưng rõ ràng là mình cần ra những cái sản phẩm có chất lượng cao, và mình cần tạo ra những cái vùng trồng dược liệu thực sự có chất lượng, khẳng định cái vị thế dược liệu Việt Nam. Thì đó là quá trình chúng tôi phải bền bỉ đi vận động bà con nông dân, phối hợp với lại các cơ quan chính quyền, được sự ủng hộ cơ quan chính quyền trong việc phát triển các vùng trồng đó. Và từ đó thì hiện nay thì chúng tôi đã tạo ra những cái vùng dược liệu. Nếu anh chị lên Sapa thì các cái vùng trồng Artiso xen lẫn với các bà con nông dân trong các cái gia đình, nhưng đều đạt các cái tiêu chuẩn là dược liệu sạch VACP của Tổ chức Y tế Thế giới. Cái sự khó khăn lớn nhất đó là thay đổi những cái thói quen cũ, những cái lối suy nghĩ cũ, đúng không ạ? Vậy thì lời khuyên của ông Nguyễn Quang Vinh dành cho những doanh nghiệp khi mà bắt đầu con đường phát triển bền vững là gì thưa ông? Thay đổi nhận thức. Như Einstein nói là thay đổi thói quen của một con người, lối nghĩ của một con người là còn khó hơn cả là bom nguyên tử. Chính vì vậy đây là quá trình thắp lửa, quá trình liên tục không mệt mỏi trong những cái khóa tập huấn, trong những hội nghị hội thảo của VCCI tổ chức liên tục trong hơn một thập kỷ qua là nâng cao nhận thức. Thứ hai nữa đó là vấn đề từ nhận thức, sau đó thì VCCI xây dựng năng lực, vấn đề đào tạo tập huấn cho các cái doanh nghiệp để họ thực hành, để các doanh nghiệp có thể mặc sức sáng tạo với cái mô hình kinh doanh của mình để triển khai những cái vấn đề về kinh doanh bền vững trong doanh nghiệp mình, kinh doanh có trách nhiệm, kinh doanh xanh, rồi kinh tế tuần hoàn. Tất cả những cái đó là cần phải xây dựng năng lực và đòi hỏi sự đi cùng với sự sáng tạo của doanh nghiệp. Và đặc biệt nữa là các doanh nghiệp cần phải có cái sự nhất trí, đồng thuận trong cái việc đầu tư vào những cái mô hình kinh doanh mới. Và những cái mô hình kinh doanh mới nó sẽ đem lại
những cái giá trị trong tương lai như thế nào, nó tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp ra sao, nó nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như thế nào, và nó đem lại cái đời sống cao hơn, phúc lợi cao hơn cho người lao động cũng như là cổ tức cho doanh nghiệp như thế nào. Thì tất cả những cái đó cần phải có sự thống nhất bàn bạc và có cái sự triển khai một cách thực tế tại cái mô hình kinh doanh của mình tại các doanh nghiệp. Bên cạnh sự sáng tạo và nỗ lực của các doanh nghiệp, thì khi mà các doanh nghiệp tham gia vào Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, thì ở đây các hội viên của hội đồng thì sẽ được chia sẻ những cái điều gì ạ, thưa bà Đào Thúy Hà? Tham gia là thành viên của Hội đồng Phát triển Bền vững trong rất là nhiều năm qua, và chúng tôi cũng đã học được, mặc dù chúng tôi là một cái doanh nghiệp lựa chọn chiến lược phát triển bền vững, nhưng thông qua các cái hoạt động và các cái hội thảo của Hội đồng Phát triển Bền vững thì không những là chỉ giúp cho các cái doanh nghiệp mà còn nhỏ, thì mô hình phát triển còn đang nhỏ, thì bản thân các doanh nghiệp lớn như chúng tôi thì cũng là cái quá trình mình tiếp thu những cái kiến thức mới về các cái chiến lược phát triển bền vững, các mô hình mới để có thể sáng tạo hơn và vận dụng vào trong cái quá trình phát triển của doanh nghiệp. Bởi vì tôi cũng rất là đồng ý với anh Vinh nói, chiến lược phát triển bền vững nó là quá trình bền bỉ lâu dài và cần cái luôn luôn tiếp cận những cái điểm mới sáng tạo hơn để giúp cho doanh nghiệp soi chiếu lại mình, hoàn thiện cái chiến lược của mình và đáp ứng tốt nhất và thích nghi với lại cái môi trường hiện tại, để từ đó tìm ra những cái cơ hội phát triển tốt hơn trong tương lai. Vâng ạ, và như chúng tôi cũng đã đề cập tới trong chương trình ngày hôm nay, khi mà các doanh nghiệp tham gia vào phát triển bền vững thì sẽ có lợi ích trong chuỗi cung ứng. Ngày hôm nay thì hai vị khách mời có thể chia sẻ cụ thể hơn để cho các doanh nghiệp sẽ còn có những cái điều mà ngần ngại khi mà chưa tham gia vào phát triển bền vững, để cho các doanh nghiệp cũng có thể hiểu rõ hơn. Xin mời ông Nguyễn Quang Vinh ạ. Thực ra phát triển bền vững bây giờ nó không phải là mơ hồ nữa rồi, nó không phải là một cái khái niệm nó xa vời nữa rồi, mà nó rất cụ thể. Các doanh nghiệp có thể thực hành phát triển bền vững bây giờ rất rõ ràng thông qua cái bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững. Năm 2022 thì bộ chỉ số này được thiết kế bởi các cái chuyên gia trong nước, các cái chuyên gia đến từ các bộ ngành, rồi các chuyên gia nước ngoài. Nó có 130 các cái chỉ tiêu rất là cụ thể, tiêu chí rất là cụ thể trong lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực xã hội, trong lĩnh vực quan hệ lao động và trong lĩnh vực môi trường. Thì đó là một cái tấm gương mà các doanh nghiệp có thể soi vào đó để xem là cái mức độ bền vững của doanh nghiệp mình thông qua cái mô hình kinh doanh của mình đến đâu, và đâu là những cái điểm cần phải khắc phục trong thời gian tới. Thứ hai nữa là ở Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thì đây là cái sân chơi của những doanh nghiệp đi đầu trong phát triển bền vững. Đây là một cái cuộc thi đua giữa các doanh nghiệp, giữa các ngành với nhau. Thế thì từ đó nó tạo ra rất nhiều các cái cơ hội khác nữa cho các cái doanh nghiệp tham gia cái sân chơi này. Và đồng hành cùng với các doanh nghiệp lớn là các hiệp hội doanh nghiệp và hàng trăm hàng triệu những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cái chuỗi giá trị của những cái doanh nghiệp này. Thế như vậy là chúng ta tạo ra một cái sự cộng hưởng, một cái cuộc thi đua phát triển xanh, phải kinh doanh có trách nhiệm, kinh doanh xanh và kinh tế tuần hoàn, vân vân. Tất cả những kinh doanh tuần hoàn, thì tất cả những cái đó nó tạo ra cái sự lan tỏa. Và cái sự lan tỏa này nó sẽ không ngừng lớn mạnh. Và nó lan tỏa ra đến cả với những cái doanh nghiệp chưa khởi nghiệp. Và nó phong trào khởi nghiệp bây giờ cũng là khởi nghiệp bền vững, khởi nghiệp xanh và khởi nghiệp sáng tạo. Thì đó cũng là từ cái phong, từ cái những cái công việc làm bền bỉ của cái doanh nghiệp bền vững. Vâng ạ, như vậy là khi mà tham gia phát triển bền vững thì chúng ta có thể quản trị được, đo lường được và có cái sự cạnh tranh để tạo ra sự phát triển. Thế còn những chia sẻ của bà Đào Thúy Hà thì sao ạ? Khi trong một cái cộng đồng cùng các cái doanh nghiệp phát triển bền vững thì các cái doanh nghiệp cùng nhau để chúng ta cũng có thể phát triển được một cái môi trường tốt hơn, và ngược trở lại thì tạo ra một cái nhận thức tốt hơn trong cộng đồng, giúp cho các cái doanh nghiệp có lợi thế hơn khi chúng ta lựa chọn chiến lược phát triển bền vững, khi các cái sản phẩm mà do các doanh nghiệp tạo ra được người tiêu dùng đón nhận và tôn trọng hơn với các cái doanh nghiệp phát triển bền vững. Và cũng như mà một cái câu mà tôi rất là tâm đắc của anh Vinh, đó là một cây làm chẳng lấy non, ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Tức là khi các doanh nghiệp cùng nhau cùng xác định cái chiến lược của mình là phát triển bền vững, thì từ đó vô hình chung chúng ta cũng là cái quá trình tương tác lẫn nhau để tạo ra một cái cộng đồng phát triển tốt hơn.
Vâng ạ, và thông qua những thông tin của hai vị khách mời thì tôi thấy rằng là phát triển bền vững là một xu thế tất yếu, có rất là nhiều những điểm tích cực. Thế nhưng có những khó khăn, đó là chúng ta phải bền bỉ, chúng ta phải quyết tâm với cái sự lựa chọn của mình. Vậy thì theo hai vị khách mời thì đâu là cái động lực mạnh mẽ nhất để tạo ra sự chuyển động mạnh hơn trong năm 2023? Động lực lớn nhất mà có các doanh nghiệp có thể phát triển được cho năm 2023 chính là cái năng lực của doanh nghiệp có khả năng thích ứng, ứng phó với lại cái giai đoạn trong năm 2021-2022. Đó là khi mà cả đất nước, các doanh nghiệp phải, chúng ta sẽ phải đứng trước cái đại dịch Covid-19, điều mà không ai có thể xây dựng được trước cái phương án phòng vệ cho mình. Nhưng mà chính các cái doanh nghiệp, đặc biệt là anh Vinh có đồng ý là các doanh nghiệp phát triển bền vững đã có sẵn các cái nội lực, các cái nguồn lực cho việc là phát triển ngay tại thời điểm hiện tại và có khả năng thích ứng hơn và linh hoạt hơn trong cái giai đoạn, trong những cái khó khăn, những cái biến cố, thì đấy là cái tiền đề mà giúp cho các doanh nghiệp trong gần 3 năm chống dịch vừa rồi. Vâng. Thì tại Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam có làm một cái khảo sát nhanh. Vâng. Là các cái doanh nghiệp tham gia vào doanh nghiệp bền vững trong 5 năm vừa qua, thì chúng tôi nhận ra rằng là những doanh nghiệp đạt giải cao, những doanh nghiệp bền vững là những doanh nghiệp có sức chống chịu tốt nhất. Kể cả trong những cái thời điểm mà dịch khó khăn nhất, thì những doanh nghiệp đó vẫn chăm lo đủ công việc làm, rồi nguồn thu nhập cho người lao động, và vẫn phải tiếp tục chăm lo đời sống cho người lao động này, và tiếp tục cái hoạt động kinh doanh của mình. Thì đó là một trong những cái mà điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ nhất. Đó có phải là cái động lực chính để cho các doanh nghiệp có thể tạo ra cái sự biến chuyển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2023? Đấy là một trong những cái động lực. Còn theo tôi, cái động lực chính để cho các doanh nghiệp tham gia vào cái trở thành doanh nghiệp bền vững ấy, đó chính là kinh doanh tạo ra những giá trị mới, kinh doanh nhân văn hơn, nhân bản hơn, và kinh doanh là vì cái sự phát triển, song hành cùng với sự phát triển của xã hội. Kinh doanh ở khi đó mà doanh nghiệp trở thành một cái công dân doanh nghiệp có trách nhiệm đối với xã hội. Chứ kinh doanh không chỉ vì là lợi nhuận, vì cái sản phẩm mà có lợi nhuận cao, mà kinh doanh đó là kinh doanh vì đồng thời cùng một lúc. Vâng. Không chỉ là vấn đề sản phẩm. Vâng. Không chỉ là vấn đề lợi nhuận. Vâng. Mà đã là vấn đề về giá trị doanh nghiệp mang đến cho về doanh nghiệp có thể đóng góp được gì cho xã hội, về giải quyết vấn đề công ăn việc làm, rồi doanh nghiệp có thể tham gia được gì, và vấn đề về bảo vệ môi trường. Tôi lấy ví dụ như là những cái mô hình kinh tế tuần hoàn. Vâng. Vâng ạ. Của các doanh nghiệp mà đang là cái tương lai của nền kinh tế đấy, không chỉ của Việt Nam và trên thế giới, thì tạo ra rất nhiều những cái cơ hội ở đây, về cơ hội về kinh tế. Mỗi một năm mà kinh tế tuần hoàn tạo ra khoảng 4,5 nghìn tỷ đô trên toàn thế giới, và kinh tế tuần hoàn cũng tạo ra khoảng hàng trăm triệu việc làm mới thông qua tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới. Và kinh tế tuần hoàn cũng đem lại cái việc là bảo vệ môi trường. Chúng ta làm thế nào để chúng ta sử dụng, tái sử dụng, và không phải là chỉ là đơn giản là tái chế, tái sử dụng, mà thậm chí là thông qua cái mô hình đó thì các cái sản phẩm, những cái thứ mà chúng ta gọi là chất thải, thì trong kinh tế tuần hoàn gọi là nguyên vật liệu thứ cấp. Và chúng ta dùng những nguyên vật liệu đó rất nhiều lần, dùng đi nhận lại để tạo ra những cái giá trị, mang lại giá trị, những cái sản phẩm mang lại giá trị gia tăng một cách liên tục. Thế như vậy là chúng ta sử dụng tài nguyên thiên nhiên ít hơn, nhưng chúng ta lại tạo ra nhiều sản phẩm hơn, tạo ra nhiều giá trị kinh tế hơn cho xã hội. Thì đó là một cái mô hình kinh doanh mà giải quyết được vấn đề về phát triển kinh tế, thậm chí phát triển kinh tế một cách rất là nhanh, rất là cao, nhưng chúng ta lại bảo vệ được môi trường và chúng ta đóng góp được nhiều những giá trị cho xã hội. Thưa quý vị, chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 đã chỉ rõ phát triển bền vững về kinh tế gắn với xã hội và môi trường. Điều này được tái khẳng định khi mà năm 2021, tại hội nghị COP26, Việt Nam đã cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để nền kinh tế chuyển hướng sang bền vững. Và trong một nền kinh tế bền vững, không thể thiếu vắng các doanh nghiệp phát triển bền vững. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình trong những cái ngày đầu xuân năm mới, xuân Quý Mão 2023 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.